Thảm kịch Incheon, nhiều góc khuất chấn động được kể bởi nhân chứng sống khiến dư luận xót xa. Tối 29 tháng 10 vừa qua, vụ chen lấn kinh hoàng tại con ngõ hẹp dốc ở khu Incheon, Hàn Quốc đã khiến 156 người qua đời, hàng trăm người bị thương. Phần lớn nạn nhân đều là người trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Vụ việc cũng là một trong những thảm họa đáng sợ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewon năm 2014 khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, không qua khỏi. Trong khung cảnh hỗn loạn tuyệt vọng, nhiều hình ảnh câu chuyện ấm lòng cũng được ghi nhận lan tỏa trên mạng xã hội xứ Cửu Sâm. Theo đó, khi đang đi bộ qua khu Incheon, cặp chị em họ Ha đều đã hoặc đang là y tá, nghe thấy tiếng la hét, cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn và hai người nhận ra vị trí đang đứng chỉ cách nơi xảy ra vụ giẫm đạp khoảng chục bước chân. Tiếng kêu tuyệt vọng tìm kiếm bác sĩ y tá phát ra từ bên trong một tòa nhà gần đó, nơi 30-40 người bất tỉnh được di chuyển tạm đến khi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường, theo Korea Times. Chị em họ Ha ngay lập tức vào trong, bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho những người gặp nạn. Không có bút, hai người hỏi mượn được một cây son để đánh dấu phân loại bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát tạo được một không gian rộng hơn ở bên ngoài và di chuyển bệnh nhân sau đó. Cùng các nhân viên y tế, cứu hỏa và dân thường khác, hai chị em đã thực hiện hồi sức tim phổi cho 40-50 người trong hơn 3 tiếng. Ông Giang, 62 tuổi, sống ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, vẫn đau lòng khi nhớ lại những gì xảy ra vào tối 29 tháng 10 ở Incheon, nơi con gái ông suýt không giữ được mạng sống khi đến chơi cùng bạn bè. Tối hôm đó, đột nhiên ông nhận được điện thoại của con gái. Bố ơi, những người cạnh con đều mất cả rồi, cô nức nở. Không lâu sau, cô gửi cho ông Giang một tin nhắn khi đang ở đồn cảnh sát Incheon. Con đã suýt không qua khỏi, hình như chân con gãy rồi. Ở Incheon xảy ra vụ giẫm đạp, con cũng bị xô đẩy và đang trên đường về nhà. Bố cứu con với, con sợ lắm. Ông Giang lập tức bắt taxi đi tìm con gái. Tuy nhiên, các con đường ở Incheon đã bị phong tỏa, không cho xe cộ qua lại. Cuối cùng, ông phải chạy khoảng 1,5 km để đến đồn cảnh sát Incheon. Nhìn con gái đau đớn lại không gọi được xe vào thời điểm đó, ông Giang không còn lựa chọn nào khác ngoài cõng con, chạy hàng km đi tìm taxi. Tuy nhiên, hai bố con không gặp may dù đã kiệt sức. Cuối cùng, hai người gặp được một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi cho đi nhờ xe, chở tới phòng cấp cứu gần đó tại Trung tâm Y tế Đại học Hanlim, Jeju-do. Tuy nhiên, nơi này cũng đã chật cứng bệnh nhân được chuyển đến từ Incheon. Sau khi hỏi địa chỉ nơi ở của Giang, cặp đôi tiếp tục đưa hai bố con đến một phòng cấp cứu khác gần nhà ông. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, con gái Giang đã được điều trị và tình hình ổn định trở lại. Bệnh viện cho biết con gái ông bị tổn thương thận và chân phải do bị chèn ép. Giữa thảm kịch, nhiều câu chuyện ấm lòng khác cũng đã được lan tỏa trên mạng xã hội Hàn Quốc. Đó là những người đã cố gắng cứu nạn nhân bằng cách nâng họ lên cầu thang gần khách sạn Hamilton, là một người mặc trang phục ông già Noel đã la hét ngăn mọi người vào con hẻm. Rất thất vọng khi các thiết bị y tế cần thiết và nhân viên cứu hộ không thể đến hiện trường nhanh chóng do tắc nghẽn giao thông và đám đông quá lớn. Tôi hy vọng thảm kịch tương tự không bao giờ xảy ra nữa, y tá Ha bày tỏ. Tối 29 tháng 10, hàng chục nghìn người đổ xô đến khu vực Incheon, Seoul, Hàn Quốc để tham gia lễ hội Halloween. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên được tổ chức trở lại sau 3 năm khi Hàn Quốc dỡ bỏ nhiều hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19. Thảm kịch xảy ra khi nhiều người bị nhồi nhét trong một con hẻm hẹp cạnh khách sạn Hamilton. Không ít người đã ra đi vì vụ việc này khiến ai nấy đều xót xa.